Đồ Gỗ Linh Hương xin trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 21 tháng 9 năm 2021 dương lịch. Thì chúng tôi vừa kịp hoàn thiện xong hai bộ cuốn thư câu đối cho gia đình Bắc Cát ở Triệu Sơn Thanh Hóa và gia đình anh Đậu ở thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An. Thì video clip này tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ đồ thờ Linh Hương, chuyên sản xuất các loại mặt hàng liên quan đến đồ gỗ đồ thờ. Thì vào đường nét chi tiết thì như quý vị đang thấy trước mặt đây, phía bên tay phải của quý vị là bộ cuốn thư câu đối tứ linh với chất liệu là bằng gỗ gạo đỏ. Thì đây là một đơn hàng của gia đình anh Đậu ở thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An. Thì anh đặt chúng tôi bộ cuốn thư tứ linh này thì hiện tại là buổi chiều của ngày 21 tháng 9 năm 2021 dương lịch, thì chúng tôi cũng đã hoàn thiện full MU và giáp vàng Đài Loan xong cho anh. Thì với chiếc cuốn thư tứ linh này với kích thước cao 97, dài 1m97 và hàng dày 5 phân, thân giữa chắp 2 miếng đôi câu đối là dài 1m97, bản rộng 28 phân và hàng cũng là dày 5 phân động. Thì chất liệu của bộ cuốn thư tứ linh này của chúng tôi làm cho anh là bằng gỗ gõ đỏ nhá. Thì với vào đường nét chi tiết của chiếc cuốn thư tứ linh của chúng tôi thì hàng chúng tôi đục long ly quy phượng. Hàng rất là đẹp nhá. Thì hoàn toàn là chúng tôi làm thủ công bằng tay. Thì đây là đơn hàng của gia đình anh Đậu ở thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An. Thì hôm nay chúng tôi cũng đã hoàn thiện xong full BU và giáp vàng Đài Loan cho anh đây. Rất là đẹp và nổi nhá. Chữ là chúng tôi làm cho anh là chữ Đại Pháp Thủy đúng theo yêu cầu của anh. Chữ nho dịch Việt trên nền gấm chữ vạn. Và chúng tôi đã giáp vàng 3 chữ cho anh đây. Quý vị đang thấy đây rất là đẹp. Thì trong video clip này thì tôi cũng sẽ báo giá công khai đến quý vị và các bạn từng bộ cuốn thư của chúng tôi trong video này. Thì đây là hai bộ cuốn thư chúng tôi làm cho khách ở Nghệ An và ở Triệu Sơn Thanh Hóa nhá. Và đôi câu đối của chúng tôi đây. Đôi câu đối đục hàng tứ quý tùng trúc cúc mai. Một bộ cuốn thư câu đối có nghĩa là rất là ý nghĩa nhá. Thì chữ là chúng tôi cũng làm cho anh theo yêu cầu là bản căn sắc thái ư hoa diệp. Tất cả là chữ nho dịch Việt. Thì chúng tôi cũng đã giáp vàng Đài Loan cho anh rất là nổi đây. Chiếc cuốn đôi câu đối đục hàng tứ quý tùng trúc cúc mai, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông thì cũng rất là ý nghĩa nhá. Về phía bên tay trái đây, phía bên tay trái là tổ khảo tinh thần tại tử tôn. Thì chúng tôi cũng đã làm đúng theo yêu cầu và chữ nghĩa do gia đình anh Đậu ở thị xã Cửa Lò gửi ra cho cơ sở Linh Hương chúng tôi. Thì chúng tôi cũng đã làm xong full BU và giáp vàng Đài Loan cho anh đây. Hàng rất là đẹp nhá. Một bộ cuốn thư tứ linh và câu đối tứ quý kết hợp với nhau rất là ý nghĩa. Thì tiếp theo tôi xin giới thiệu bộ cuốn thư Mai Hóa Long. Thì đây là một bộ cuốn thư làm theo đơn đặt hàng của gia đình Bắc Cát ở Triệu Sơn Thanh Hóa nhá. Bộ cuốn thư Mai Hóa Long. Thì chất liệu của bộ cuốn thư của chúng tôi là làm bằng gỗ hương đá. Với chiếc cuốn thư cao 87, dài 1m97 và hàng dày 5 phân. Thân giữa là chắp 2 miếng nhá. Thì như quý vị đang thấy đây, đây thì là một đơn hàng của gia đình Bắc Cát ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thì hôm nay thì chúng tôi cũng đã hoàn thiện và full MU giáp vàng Đài Loan xong cho bác. Một bộ cuốn thư cũng có thể nói là rất là đẹp nhá. Bộ cuốn thư Mai Hóa Long. Chiếc cuốn thư cao 87, dài 1m97 và hàng dày 5 phân. Thân giữa ghép 2 miếng với chất liệu là bằng gỗ hương đá nhá. Đây phía dưới đây. Chữ là chúng tôi làm cho chú là cho bác là chữ ẩm hà tư nguyên, làm bằng chữ Việt có nghĩa hiểu là uống nước nhớ nguồn, một trong những chữ rất là ý nghĩa. Ẩm hà tư nguyên, chữ thư pháp trên nền gấm chữ vạn thì chúng tôi đã giáp vàng rất là nổi nhá. Đây là bộ cuốn thư Mai Hóa Long làm cho gia đình Bắc Cát ở Triệu Sơn Thanh Hóa. Thì phía bên tay trái đây là tổ đường Bách Thế Hương Hoa Tại. Tất cả là chữ thư pháp làm theo tiếng Việt. Tổ đường Bách Thế Hương Hoa Tại nhá. Rất là đẹp. Tất cả là chúng tôi đã giáp vàng Đài Loan cho bác đây. Và phía bên tay phải đây là Duệ Tộc Thiên Thu Phúc Lộc Trường. Thì chúng tôi cũng đã làm đúng theo yêu cầu của gia đình bác. Thì đây là một bộ cuốn thư Mai Hóa Long, chất liệu bằng gỗ hương đá, làm cho bác Cát ở Triệu Sơn Thanh Hóa nhá.
với chiếc cuốn thư cao 87, dài 1m97 và hàng dày 5 phân. Phần giữa chắp 2 miếng, đôi có đối là dài 1m97, bán rộng 28 phân. Và hàng cũng là dày 5 phân đậu. Hai bộ cuốn thư câu đối của cơ sở Linh Gơ chúng tôi với mẫu mã rất là đa dạng nhé. Thì cũng không phải để quý khách phải chờ đợi lâu, thì tôi cũng sẽ báo giá cho quý vị và các bạn tiện tham khảo trong tư gia phòng thờ nhà mình. Với bộ cuốn thư Tứ Linh và đôi câu đối Tùng Trúc Cúc Mai với chất liệu là bằng gỗ gõ đỏ nhá. Thì cơ sở Linh Hương đang bán với giá hoàn thiện là 24 triệu đồng, hoàn thiện full mebu và lắp đặt tại nhà quý vị và các bạn. Và bộ cuốn thư câu đối Mai Hóa Long với chất liệu là bằng gỗ hương đá. Bộ cuốn thư Mai Hóa Long với chất liệu bằng gỗ hương đá này thì cơ sở Linh Hương chúng tôi đang bán với giá là 21 triệu 500 nghìn đồng, hoàn thiện full mebu, giáp vàng Đài Loan và lắp đặt tại nhà quý vị và các bạn. Thì cơ sở chúng tôi sẽ miễn phí vận chuyển trong phạm vi bán kính 100 km. Và nếu như vận chuyển vào khu vực phía Nam thì trong mùa dịch Covid này thì cơ sở Linh Hương chúng tôi sẽ hỗ trợ đến 60% cước phí vận chuyển. Còn 40% cước phí vận chuyển còn lại thì quý khách hàng sẽ phải chi trả. Thì tôi cũng xin nhắc lại là bộ cuốn thư Tứ Linh với chất liệu là bằng gỗ gõ đỏ thì cơ sở Linh Hương đang bán với giá là 24 triệu đồng, hoàn thiện full mebu và giáp vàng Đài Loan. Và bộ cuốn thư Mai Hóa Long với chất liệu là bằng gỗ hương đá, với chiếc cuốn thư cao 87, dài 1m97 và hàng dày 5 phân, đôi có đối dài 1m97, bản rộng 28 phân, hàng cũng là dày 5 phân đậu, thì cơ sở Linh Hương chúng tôi đang bán với giá hoàn thiện là 21 triệu 500 nghìn đồng. Thì mọi thông tin liên hệ quý khách hàng liên hệ với Linh Hương chúng tôi theo số điện thoại 0979 876 444 hoặc 0987 023 214. Cũng có thể đến trực tiếp cơ sở đồ gỗ đồ thờ Linh Hương chúng tôi để được chúng tôi tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị và các bạn. Thì cơ sở chúng tôi nằm tại làng Nghề Mộc, Lai Xuyên Vàng, xã Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Và các bạn cũng đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube của đồ gỗ đồ thờ Linh Hương chúng tôi để được xem những mẫu mã mới nhất mà cơ sở chúng tôi chuẩn bị cho ra mắt tới đây. Và tôi cũng xin dừng video clip này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.